Park Sung Woong tự cao tự đại đúng là bá đạo như vậy. Ngắm nhìn hàng chục tỷ USD trong tài khoản của mình, ngay lập tức biến thành một quả trứng số 0, không chớp mắt, chỉ một nụ cười bá đạo là đủ. Đây là bộ phim tội phạm và ly kỳ mới nhất ra mắt cuối năm 2022, được sản xuất bởi nền tảng Way của Hàn Quốc, có tên là Quý Ông. Anh chàng đẹp trai xứ Kim Chi này tên là Ji Hyun-soo, một thám tử tư vô cùng tài giỏi. Vì vậy, những người đến nhờ anh điều tra luôn nối tiếp nhau không dứt. Hôm đó, Hyun-soo nhận được yêu cầu từ một khách hàng, muốn anh cùng đi đến nhà bạn trai cũ để tìm con chó. Hyun-soo, người chẳng bao giờ ngại kiếm tiền, ngay lập tức đi tắm bằng nước lạnh, rồi mặc bộ vest đẹp và đeo đồng hồ Rolex giả, xịt một loại nước hoa chẳng biết tên, rồi trên đường còn ăn một xiên đậu hũ thối thơm nức từ quán vỉa hè, làm cho khách hàng phải hít không khí ngoài cửa xe vì mùi hôi. Hai người đến gần nhà bạn trai cũ. Trước 10 giờ mà cô không ra, tôi sẽ xông vào. Tôi sẽ ra đúng giờ. Nhưng đến giờ hẹn, khách hàng mãi không thấy xuất hiện. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta tiến lại tìm kiếm, phát hiện một chiếc giày của khách hàng rơi trên đất. Khi Hyun-soo đang định nhặt chiếc giày lên, bất ngờ bị một cây gậy bóng chày đánh từ phía sau, đánh ngất ngay tại chỗ. Không biết bao lâu sau, anh bị con chó liếm mặt tỉnh dậy và thấy bên cạnh mình có một con dao lớn. Bản năng bảo anh nhặt nó lên, nhưng cảm giác bất an, anh định lái xe chạy khỏi đây, nhưng lại bị một công tố viên bất ngờ xuất hiện phía sau bắt giữ. Hóa ra ngay trước đó, công tố viên đã nhận được cuộc gọi báo án từ một người phụ nữ bị bắt cóc, và những đặc điểm mà người phụ nữ mô tả lại hoàn toàn trùng khớp với Hyun-soo. Vì vậy, công tố viên đã nhầm tưởng anh là kẻ bắt cóc. Anh ta bị bắt và đưa về đồn cảnh sát. Công tố viên, Ice, làm tôi hết hồn. Công tố viên nhát gan, suýt nữa lái xe xuống cống vì bị dọa. Nhưng trước khi công tố viên kịp bình tĩnh, chiếc xe đã đâm phải một con nai hoang trên đường. Cả hai người ngay lập tức xoay vòng 1.800 độ và bất tỉnh giữa đường. Khi Hyun-soo tỉnh dậy trong bệnh viện, anh phát hiện ra mình đã vô tình nhặt được thẻ công tố viên. Mọi người nhầm lẫn rằng anh là công tố viên đã bắt giữ anh. Ngược lại, công tố viên thực sự bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc. Trong lúc nói chuyện với bác sĩ, anh được biết rằng công tố viên sẽ phải mất ít nhất một tuần mới tỉnh lại. Hyun-soo đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Để tự minh oan cho mình, anh quyết định làm liều một lần. Trong thời gian công tố viên còn bất tỉnh, anh sẽ giả mạo thân phận này. Anh sẽ điều tra vụ án để minh oan cho mình. Thế là anh dẫn theo chú chó nhỏ, đi loanh quanh đến một quán internet. Anh ra lệnh cho một người em thân tín, bằng mọi giá phải tìm ra người phụ nữ đó trước khi có chuyện xảy ra. Sau đó, anh giả mạo làm công tố viên và đến hiện trường vụ án. Anh nghiêm túc điều tra tình hình tại chỗ. Không ngờ lại bất đắc dĩ gặp công tố viên Kim Hoa Jin tại đây. Ai đã chỉ đạo anh đến đây? Hả? Nếu không có tình huống đặc biệt, anh không nên can thiệp vào vụ án này. Bây giờ người đã mất tích, ai chịu trách nhiệm thì có quan trọng không? Dù ai đi nữa, việc quan trọng nhất là tìm người trước. Đến đêm, dựa vào kinh nghiệm thám tử tư xuất sắc và quyền lực của công tố viên, anh đã triệu tập một đám người lang thang trên phố, giúp mình tìm kiếm manh mối về người phụ nữ mất tích. Rất nhanh, với sự giúp đỡ của họ, anh đã tìm ra một số manh mối về cô ấy. Dựa vào những manh mối đó, anh đã đến một câu lạc bộ đêm bí ẩn. Quả thật, anh đã thấy người yêu cũ của người phụ nữ trong ảnh. Anh lập tức kéo hắn ta vào phòng thẩm vấn nhỏ và tặng cho hắn một loạt cú đấm mạnh mẽ. Muốn tìm hiểu về người phụ nữ mất tích, tôi đã bán cô ta rồi. Cái gì? Tôi đã nói là tôi nhận tiền và bán cô ta rồi. Gã bạn trai khốn nạn đã bán bạn gái của mình vì chút tiền. Hắn bán cô ấy cho Lee Jong-kyu, kẻ tự cao tự đại và là một luật sư nổi tiếng từng là công tố viên. Nhưng phía sau, hắn lại cấu kết với các quan chức tham nhũng và thực hiện hàng loạt phi vụ phi pháp để thao túng thị trường và lừa gạt tiền mồ hôi công sức của dân chúng. Chưa hết, hắn còn lập ra các câu lạc bộ tư nhân để hối lộ và giải trí cho các quan chức tham nhũng và lừa các cô gái trẻ ngây thơ đến. Sau đó, dùng những thủ đoạn hèn hạ để làm họ mê man và phục vụ các quan chức. Mặc dù các nạn nhân đã liên tục tố cáo hành vi của Lee Jong-kyu, nhưng hắn luôn được thả tự do dưới sự bảo kê của quan chức tham nhũng. Hoa Jin nghi ngờ rằng người phụ nữ mất tích rất có thể cũng là một trong những nạn nhân. Người phụ nữ mà công tố viên đang tìm kiếm, nếu đang trong tay Lee Jong-kyu, thì anh sẽ làm gì? Tất nhiên là tiếp tục điều tra đến cùng. Tôi không quan tâm hắn có chơi băng di không dây hay không. Cứ điều tra là điều tra. Thật tuyệt vời. Chúng ta hãy hợp tác với nhau đi. Kết quả là công tố viên giả mạo với công tố viên chính trực đã đạt được sự đồng thuận, cùng nhau điều tra. Họ quyết định cùng hợp tác để tiến hành điều tra sâu rộng. Ngay sau đó, Hyun-soo đã triệu tập những đồng đội của mình và lập ra một kế hoạch chi tiết. Sử dụng phương pháp giám sát chuyên nghiệp của thám tử tư, họ bắt đầu theo dõi sát sao mọi hành động của Lee Jong-kyu. Nhưng không ngờ, Jong-kyu đến chơi tennis. Nhưng chỉ vì thua trận mà hắn đã đánh cả một rổ bóng tennis vào cậu đàn em của Hyun-soo, người đang cải trang thành cậu bé nhặt bóng và âm thầm theo dõi hắn. Hắn dùng cách này để trút giận lên người vô tội.
thật đúng là một kẻ điên rồ. Cùng lúc đó, Hoa Jin trong quá trình điều tra đã lấy được tài liệu về Lee Jong-kyu từ một tiền bối và phát hiện ra bức ảnh thật của công tố viên đang hôn mê. Nhưng chưa kịp vạch trần thân phận giả mạo của Hyun-su, Lee Jong-kyu đột nhiên xuất hiện trên camera giám sát và nói: "Đây là cái gì thế này, cậu nhỏ? Người bên đó có nghe thấy tôi nói gì không?" Hóa ra người theo dõi hắn đã bị hắn tóm tại chỗ và tất cả hành động theo dõi của họ đã bị phát hiện. Ngay sau đó, Lee Jong-kyu gọi điện đe dọa, muốn cứu đàn em thì phải ngay lập tức đến gặp hắn. Dù Hyun-su bên trong đang rất lo lắng, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh và không làm theo yêu cầu của hắn. Anh đứng thẳng tiến đến gặp Lee Jong-kyu, nhưng những người đàn em đi theo để cảnh giới lại bị tay chân của hắn bắt giữ. Ai ra, thật là một thời tiết tuyệt vời để tiễn các người lên đường. Ngay khi họ sắp rơi vào tình thế nguy hiểm và gần như sợ đến mức sắp tè ra quần, thì không ngờ Hoa Jin lại mang lệnh bắt và một nhóm cảnh sát xông vào. Dù đã giải cứu Hyun-su khỏi tình thế nguy hiểm, nhưng Hoa Jin, người đã nhận ra thân phận giả mạo của Hyun-su, vẫn bắt anh ta. Hóa ra, sau khi phát hiện Hyun-su là công tố viên giả, Hoa Jin đã tiến hành điều tra sâu và phát hiện Hyun-su đã giả mạo công tố viên vào ngày xảy ra vụ án. Anh cố ý báo cảnh sát rằng người phụ nữ đã bị bắt cóc, rồi tự nguyện bị công tố viên bắt giữ và đưa lên xe. Khi công tố viên mất cảnh giác, anh ta đã tấn công công tố viên lái xe từ phía sau, gây ra tai nạn. Sau đó, Hyun-su đã lấy ra thẻ công việc giả mạo và thành công giả làm công tố viên. Ở phía bên kia, Lee Jong-kyu vừa bị bắt, nhưng nhờ sự bảo trợ của các quan chức tham nhũng, hắn lại nhởn nhơ rời khỏi đồn cảnh sát. Tuy nhiên, để che giấu tội ác của mình, hắn đã cứu cả gã bạn trai cũ của người phụ nữ bị Hoa Jin bắt trước đó. Không chỉ có vậy, hắn còn ra lệnh thanh trừng hết tất cả tay chân có liên quan đến mình, loại bỏ hết những kẻ biết quá nhiều. Và khi biết Hyun-su được thả ra, để ngăn cản anh tiếp tục điều tra mình, hắn lại cử người đi để giết anh ta. May mắn thay, Hoa Jin cảm thấy có điều không ổn và kịp thời đến cứu anh lần nữa. Nhưng sức mạnh của Lee Jong-kyu không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn sử dụng mối quan hệ của mình để thu hồi tất cả tài liệu điều tra của Hoa Jin về hắn. Điều này khiến mọi nỗ lực của họ trở nên vô ích. Hoa Jin cảm thấy thất vọng tột độ, lại nhận được tin rằng chiếc xe mà Hyun-su và những người khác đi đã bất ngờ gặp tai nạn. Lúc này, Lee Jong-kyu cảm thấy vô cùng yên tâm và lại bắt đầu vui vẻ chìm đắm trong những cô gái trẻ đẹp. Nhưng trên TV bất ngờ xuất hiện tin tức về việc Lee Jong-kyu thao túng thị trường chứng khoán bất hợp pháp để kiếm được số tiền lớn bất hợp pháp cùng những scandal xấu xa khác của hắn. Nhưng không ngờ, tất cả những việc đó đều là do Hyun-su sắp xếp cẩn thận. Bề ngoài, Hyun-su có vẻ vô tư lơ đễnh, nhưng thực ra bên trong anh ấy đầy lòng chính nghĩa. Khi thấy khách hàng của mình bị tên Lee Jong-kyu bỉ ổi lừa gạt và giao cho các quan chức tham nhũng và toàn bộ tiền tiết kiệm của họ bị hắn cướp sạch, đến mức những người già neo đơn cũng khó có thể sinh sống cùng hàng loạt nạn nhân liên tiếp xuất hiện, nhưng Lee Jong-kyu vẫn an toàn nhờ các quan chức tham nhũng bảo vệ. Tôi muốn giết hắn. Tuy nhiên, dù đối mặt với lời yêu cầu của khách hàng, họ biết rằng mình không có quyền giết Lee Jong-kyu, nhưng họ có thể khiến hắn trắng tay và tống hắn vào tù để chịu trừng phạt. Vì vậy, để dụ ra công tố viên đang ngầm thông đồng với Lee Jong-kyu, ban đầu họ đã cùng với các nạn nhân báo cáo sai sự thật rằng người phụ nữ bị bắt cóc. Dù công tố viên đến hiện trường vụ án, rồi giả vờ bị bắt để tạo ra tai nạn. Sau đó để các nạn nhân trút giận lên công tố viên đó. Tiếp theo, để chuyển hết số tiền bất hợp pháp của Lee Jong-kyu, họ đã cài một chương trình virus vào máy tính của hắn, để hắn phải bất lực chứng kiến số tiền khổng lồ của mình từng chút một biến mất. Họ đã hoàn hảo chuyển hết toàn bộ tiền bất hợp pháp của hắn và giao bằng chứng phạm tội của hắn cho công tố viên Hoa Jin, để rồi đưa tất cả tội phạm ra trước pháp luật. Cuối cùng, Hyun-su cũng đã rút toàn bộ số tiền và trả lại cho tất cả các nạn nhân. Bộ phim Quý Ông là bộ phim mới nhất của Hàn Quốc, ra mắt cuối năm ngoái. Một bộ phim tội phạm ly kỳ với nhiều cú plot twist và đầy căng não. Nếu thích, bạn có thể xem bản gốc nhé!